các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận. Thì như em có chia sẻ là hôm nay em đến cái khu Tomball này rất là mới luôn, để xem thử là cái hãng Putty này họ xây chất lượng như thế nào và họ cũng trình bày cho mình. Thì sẵn tiện ở đây em khám phá được cái khu này họ sẽ xây 226 căn nhà. Thì tổng cộng chỉ có 226 căn nhà thôi. Có mẫu 40, 45 và 50 là cái lot size á, bề ngang là 40, 45 và 50. Thì giá bắt đầu là 310.000 đến tới gần 500.000 tùy theo diện tích lớn nhỏ. Và hãng này xây nhà rất là chất lượng, là 3 mặt gạch. Và nếu mà anh chị em muốn nhà 4 mặt gạch đó, thì họ cũng có thể làm cho mình, thì mình upgrade vào bên trong. Rồi ở bên trong thì họ có nhiều sự lựa chọn cái package màu sắc, rồi mình có thể chọn màu sắc theo ý mình cũng được luôn. Rồi từ đây đặc biệt đi ra cái highway chỉ có 3 phút thôi, là highway 99. Rồi mình đi khu Bel-Air Việt Nam thì cỡ 35 phút, đi Katy Eisenhower thì cỡ 17 đến 20 phút. Rồi Costco thì cỡ tầm 10 phút, đi xuống Cypress rất là gần, rất là thuận tiện. Và học trường Tomball thì rất là tốt. Và ở đây tiền thuế là 3.2 chưa xin giảm, và tiền Hathaway là 1.000 một năm. Có hồ bơi ở đây, có chỗ chơi cho các em nhỏ, và cái location rất là tốt. Từ đây mình đi ra cái highway đầu đường là có Chick-fil-A nè, có Whataburger. Whataburger là một trong những cái fast food rất nổi tiếng ở Texas. Rồi vì thấy cái location này rất là thuận tiện. Và một điểm là cái khu này mới mở ra, chuẩn bị mở, họ chưa bán luôn. Họ sẽ bán vào tháng 9, giữa tháng 9 là cái sớm nhất. Nếu mà anh chị em nào quan tâm về khu này và muốn biết thêm thông tin và muốn ở trên cái list sẵn để mà khi họ mở ra mình mua được liền. Tại vì em lúc nào cũng chia sẻ với anh chị khi nào một cái khu mới mở ra thì mình nên mua ngay, thì lúc đó là cái giá nhà rất là rẻ luôn, mình sẽ làm lời ngay. Đó, thì cái khu này chuẩn bị mở, thì anh chị nào quan tâm hãy nhanh tay gọi cho em nha. Chia sẻ là khu này hoàn toàn mới luôn, chưa có nhà nào và cũng chưa bán căn nào hết. Họ chỉ có 3 căn nhà mẫu duy nhất. Và đây là những cái lô đất mà họ sẽ xây nhà ở trong đây. Thì tổng cộng ở đây sẽ có 226 căn nhà. Họ còn đang mở thêm đường. Thì em sẽ lái từ cái khu này đi ra cái highway để cho anh chị biết được là cái khu này gần highway như thế nào. Đó. Họ sẽ xây nhà xung quanh luôn. Thì ở phía trước mặt của mình là cả 3 căn nhà mẫu. Thì có mẫu 40, 45 và 50. Anh chị muốn biết thêm thông tin về những cái mẫu nhà này thì em cũng có thể cho anh chị biết trước, rồi khi nào mà họ mở ra đó, rồi mình có thể mua được ngay với cái giá rất là tốt. Đó. Khu này họ sẽ xây nhà 3 mặt gạch, rồi ở phía ngoài á họ sẽ có những cái vách tường bằng gạch như thế này. Họ đang làm cái vách tường gạch, họ đang để gạch đây. Rồi bây giờ mình đi ra khỏi cái community nè. Phải. Rồi mình đi lên một chút thôi á, là phía bên tay phải của Vi có một cái stadium của Tomball.
biến ở Texas. Đó, Whataburger. Xong rồi họ đang làm một cái Chick-fil-A. Chick-fil-A rất là nhiều người thích, bán chicken. Đó. Rồi đây là cái đường 99 nha. Rồi nếu mà mình quẹo phải đó thì mình đi xuống Katy, cỡ tầm 20 phút là đi Katy. Rồi mà mình đi thẳng xuống cái đường này, đi thẳng xuống luôn á thì tới Cypress. Là ở dưới đó có Costco, có business, có tiệm nail, có rất là nhiều tiệm rồi business ở dưới. Đi thẳng xuống là tới Cypress. Bây giờ thì em đang đi Houston, em đang đi cái Willowbrook Mall.